Kính chào quý vị, hôm nay thứ ba ngày 20 tháng 10 năm 2020, mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, sự kiện tháng 10, tháng của những yêu thương được Trung tâm Viva Yoga and Fitness tổ chức như một lời tri ân đến tất cả quý hội viên, đặc biệt là phái nữ đã luôn tin tưởng chọn Viva Yoga and Fitness là nơi đồng hành cho sắc đẹp và sức khỏe. Với chi phí tập luyện tiết kiệm nhất phù hợp cho mọi đối tượng, trung tâm luôn cam kết mang lại chất lượng giảng dạy của các lớp yoga, zumba, gym, kickboxing, múa cổ trang. Sau 4 năm đi vào hoạt động, Viva Yoga and Fitness hiện là trung tâm thể hình cao cấp đang phát triển rất tốt tại hai chi nhánh quận 7 và quận 2.